Hello guys, cô Hải Phương xin chào tất cả các con Chào mừng các con đến với hai tuần cuối để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 ạ Bây giờ là mình chỉ còn có hai tuần cuối nữa thôi, đúng không? Còn có hai tuần cuối này thì không biết là chúng ta sẽ phải làm gì đây, đúng không ạ? À, không biết là các con có lo lắng hay không? Bản thân cô Phư là giáo viên luyện thi cho các con đồng hành cùng với các con trong suốt một năm qua, đúng không? Thậm chí là còn hơn đối với những bạn mà học cụ phương từ sớm đúng không ạ thì đồng hành cùng với các con đến bây giờ cô cũng cảm thấy run cơ chứ không phải là chỉ mỗi các con <laughs> cảm giác như kiểu là mình cũng chuẩn bị đi thi nơi ấy được không không biết là liệu là những cái tất cả những cái gì mà chúng ta ôn thì liệu là các con có làm được bài hay không không biết là từ vựng có chúng tủ hết không không biết là y điểm y điểm collocation có chúng không có chúng hết không rồi không biết là đọc hiểu có khó không Yeah. nói chung là rất là lo lắng đúng không ạ nhưng mà bản thân cô phương cũng nghĩ rằng là lo lắng cũng không làm được gì đấy đúng không lo lắng làm được gì không không thể vì lo lắng mà điểm cao hơn được chỉ có một cái điều tích cực duy nhất mà mình có thể thấy ở đây đó là khi mà mình lo lắng thì mình sẽ cố gắng hơn cố gắng để học hơn thì vì cái cố gắng học đấy mà mình sẽ được điểm cao hơn đúng không ạ cho nên là Bây giờ nhá, còn hai tuần cuối Phải giải quyết dứt điểm cái khâu mà gọi là lo lắng một cách thái quá Đúng không ạ? Mà những bạn mà lo lắng thái quá ấy, Thì thường là những bạn là không dành thời gian ôn tập Đúng không? Chưa dành nhiều thời gian ôn tập thì mới lo Chứ còn những bạn mà Mà những bạn đã học từ đầu ấy Thì bây giờ là tương đối tương rồi thì lại đỡ lo Đấy, còn nếu như mà chưa học kỹ Mà cảm thấy là cái trình độ của mình vẫn còn với với So với đề thi ấy Thì rõ ràng là chúng ta sẽ lo lắng Đấy, lời khuyên cho tất là chúng ta đó là thôi cố gắng nha vượt qua cái sự lo lắng đúng không ạ à, tập trung vào nghe cô phư giảng ngày hôm nay mình chữa cái đề thi này là đề thi của cụm trường ninh bình thành phố ninh bình tam điểm đúng không ạ và ngày thi thì mới thi ngày hôm qua luôn cũng là do các con gửi đề rất là nhanh chóng cho cô phư cho nên là hôm nay là cô phư có cái đề rất là đẹp như thế này Đấy, để chúng ta có thể thử sức này Đấy chưa cô sẽ chữa toàn bộ cái đề này trừ hai bài đọc hiểu với hai bài đọc hiểu này thì các bạn có khóa học độc quyền của cô Phương thì chúng ta lên khóa học để chúng ta xem cái đáp án chi tiết ở trong phần đề thi online đấy chưa trong cái khóa giải đề thì chúng ta sẽ có cái đề thi này nhờ sau khi cô Phương livestream xong thì cô sẽ đăng ở trên web cho các bạn mà có uh, cái bài này thì chúng ta sẽ có vừa có cái khóa học độc quyền của cô Phương ở trên web của cô Phương thì sẽ vào xem được chưa còn các bạn còn lại chúng ta chú ý theo dõi à, tiết học ngày hôm nay cô sẽ chữa chúng ta cái đề này toàn bộ đề bao gồm cả bài đọc điển ok chưa ạ nhá những cái đề thi này bây giờ rất là hot bởi vì là gần thi rồi đúng không Đấy, mình có thể kiểm tra được cái kiến thức của mình nếu như các con có cái câu hỏi gì mà liên quan đến uh, cái, cái, cái nội dung ôn tập mình muốn cô tư vấn thêm về cái nội dung ôn tập trong giai đoạn cuối thì con cứ đặt câu hỏi cho cô phương nhá đến cuối buổi thì cô sẽ tư vấn thêm một chút cho các con ạ Ok, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa câu số 1 Câu số 1 đây thì này của chúng ta à, Chúng ta có hai câu hỏi giao tiếp xã hội Câu số 1 này John đang nói chuyện với Daisy Về cái váy, cái 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 váy mới của cô ấy đúng không ạ? Đúng không? Đây là đâu cái áo chứ, đúng không? Cái áo mới Thì đây sẽ là gì? John nói như sau này You really have a beautiful blouse, Daisy I've never seen such a perfect thing on you bạn thực sự là có một cái áo mới đẹp quá đây gì ạ. Tớ chưa bao giờ thấy một cái thứ hoàn hảo như thế ở trên người. À, chưa bao giờ thấy một cái thứ hoàn hảo như thế ở trên người bạn. Đây là một câu gọi là lời khen rất là có cánh đúng không? Thanks, that's a nice compliment. Cảm ơn đấy là một cái lời khen rất là dễ thương. Tớ lấy làm tiếc phải nghe điều ấy thì không phải rồi. Cảm ơn vì món quà của cậu thì không phải. Chắc gì người ta tặng quà cho mình đâu. Don't mention it là cái câu mà khi mà người ta nói thank you thì mình sẽ nói là don't mention it đừng có nhắc đến là làm gì. Đây là đúng câu này của chúng ta sẽ là đáp bạn A chắc chắn rồi đúng không ạ? Ừ. Và cái câu này để làm được thì các con phải dịch ra đúng không? Dịch ra mà cái này thì ra dịch ra cũng không khó nhá Như vậy là câu đầu tiên không khó này. Sang câu số 2 Hannah and Jennifer are talking about a book they have just read. đang nói chuyện về một cuốn sách đúng không ạ? The book is really interesting and educational cuốn sách này rất là hấp dẫn và mang tính chất giáo dục đúng không ạ thì jennifer nói sao jennifer nói rằng là don't mention it thì cũng vẫn là cái đáp án để mà mình trả lời cho câu thank you đúng không ạ that's nice of you to say so bạn thật tốt khi nói như thế thì phải là khi mà người ta khen mình hay cái gì đấy i love it là tớ thích nó nhưng mà tớ thích cái điều đó thì không hiểu là thích cái điều gì đúng không ạ cái câu này mình sẽ phải chọn đáp án đi là hợp lý nhất I couldn't agree more Nghĩa là tớ không thể đồng ý hơn với cậu Nghĩa là tớ hoàn toàn đồng ý với cậu Hợp lý nhất là đáp án này Có một số bạn chọn đáp án C đúng không ạ Nhưng mà không đúng nhá I love it Chứ nghĩa là tôi muốn làm một cái gì đấy ạ Nhưng mà không phải Người này nói rằng người này đưa ra một cái statement Thì người kia thường là sẽ có thể là đồng tình hoặc là phản đối thôi ạ Và đôi khi người ta còn nói thêm một cái ý nữa Đúng không? Ví dụ như là tớ không thể đồng ý thêm được tớ đã gọi là dành rất nhiều thời gian tức là tớ đã dành cả tối ngày hôm qua để đọc cả cuốn sách này chẳng hạn đúng không ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đến với hai câu hỏi tìm từ gần nghĩa các con nhé. Câu số 3 này. My advice to you is to write a list of all the tasks you have to do and prioritize them. Ok? Prioritize nghĩa là gì? Từ này mình học rồi, prioritize, priority học rồi đúng không? Tất cả các bạn ở mức điểm khoảng 7 đến 8 điểm thì chắc chắn là biết từ này rồi. Chưa nói đến cái mức cao hơn. 7 8 điểm là phải biết từ này rồi đó là từ ưu tiên. Thì priority là danh từ đúng không ạ? Và prioritize là động từ. Và với cái động từ này nghĩa là động từ ưu tiên thì nó sẽ gần nghĩa nhất với từ gì ạ? Disperse over a wide area, disperse có nghĩa là nó phân tán đúng không? Trên một cái diện một cái khu vực rất là rộng. Neglect in favor, có nghĩa là bỏ bỏ quên cái gì đấy badly planned tức là có kế hoạch rất là tồi và arrange in order precedence có nghĩa là sắp xếp theo cái thứ tự gọi là precedence cũng nghĩa, nghĩa là kiểu là theo cái thứ tự ưu tiên đấy được chưa cái quyền ưu tiên ấy, đấy chúng ta có từ the precedence này nghĩa là cái quyền ưu tiên này được chưa đấy chúng ta còn có một cái cấu trúc đó là take presidents of tức là gọi là chiếm cái vị trí ưu tiên của cái gì thì cái này khi mà sắp xếp theo cái thứ tự ưu tiên thì nó chính là bằng prioritize đúng chưa thế đáp án đúng câu này của chúng ta sẽ phải là đáp án đi nhá arrange in order of precedence được chưa rồi tiếp theo cô có câu số 4 này They have gone to great expense to track the prisoner down and bring him to justice. Wow, cái câu này thì hình như là mình đã gặp một lần rồi đúng không? Câu này có nghĩa là gì? Họ gọi là họ đã đi đúng không? Họ đã đi tới một cái gọi là cái chi phí rất là lớn Có nghĩa là họ chi rất là nhiều tiền ấy Để mà truy tìm cái tên tội phạm này đúng không ạ? Và mang nó ra công lý Đúng không ạ? Đấy, truy tìm cái tên tù nhân đấy Thì bây giờ là dùng rất nhiều cách Tiết kiệm nhiều tiền, tiêu tiền hay là cố gắng rất là nhiều thì cái câu này với cái từ expense có nghĩa là tiêu tiền đấy Thì hợp lý nhất là các con sẽ dùng cho cô đáp án đi Đó là spend a lot of money Yes Go to great extent Yeah Go to great expense Nó là một cái cụm ấy đấy, Có nghĩa là làm một cái gì đấy mà tốn rất là nhiều tiền Được chưa? Ok Nào bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục giúp cô sang câu số 5 nhé Hai câu hỏi, những cái câu hỏi đầu tiên của chúng ta rất là thú vị ở cái đề thi này đúng không ạ? Hôm nay chúng ta xem đề này, chúng ta gặp được một cái đề rất là hay. Câu số 5 When I last saw him, he in London. Cái này là last này là trong quá khứ rồi. Last saw này là quá khứ rồi. Lần cuối khi mà tôi gặp anh ta, thì lúc ấy là phải là anh ta làm sao? Chắc chắn là phải chia ở quá khứ tiếp diễn đúng không ạ? Đúng không? Chứ chúng ta không có dùng hiện tại hoàn thành hay là không có dùng cái này tiếp diễn được đúng không lần cuối khi mà tôi gặp anh ta thì phải là anh ta đang sống ở london thì phải là he was living in london đúng không nha yeah. câu số 6 sẽ là gì i hope the soft skills course starts this term We're all as keen as to get going nào idiom nhá mà idiom này mình cũng học rồi nó nghĩa là rất là hăng say hớn hở ấy ạ thì có nghĩa là rất là rất là vui như là gì nhỉ rất là háo hức ấy ạ rất là háo hức như là hạt cải <laughs> đúng không ạ rất là háo hức như là cái hạt cải ấy ạ đấy cái cây mù tạt cái cây hạt cải ấy ạ đúng không đấy, thì câu này chúng ta sẽ dùng cho cô là a mustard as keen as a mustard có nghĩa là rất là hăng hái như là cái cái cây mù tạt tôi hy vọng là cái khóa học kỹ năng mềm sẽ bắt đầu vào kỳ này tất cả chúng ta là đều rất là hăng hái để à, tiếp tục đúng không ạ rồi câu số 7 kiến thức về từ loại nhá kiến thức về từ loại cô có have been thì có vẻ như là cái chỗ này mình sẽ dùng động từ ở dạng phân từ hai đúng không ạ chia bị động đối với câu này ấy đấy chứ mình mình sẽ không dùng không dùng danh từ không phải là là cái sự tiêu chuẩn hóa và mình cũng không dùng tính từ standard đó. mà cái này ở đây tức là những cái bài kiểm tra này này nó đã được tiêu chuẩn hóa được tiêu chuẩn hóa có nghĩa rằng là gì chúng ta biết là có những cái bài cái bài thi ấy cần phải được tiêu chuẩn hóa Ví dụ như là các con đi thi ở IIG Việt Nam chẳng hạn, các con đi IELTS ở British Council hay là ở IDP chẳng hạn, thì tất cả những cái nơi, những cái test site đấy hay là tất cả những nơi tổ chức thi, các bài thi đều được tiêu chuẩn hóa Và theo một cái tiêu chuẩn của cái kỳ thi theo chuẩn quốc tế rồi. Nó phải được standardized, tức là nó được tiêu chuẩn hóa. Đấy, từng chút từng chút một là nó phải giống nhau. Đấy, đúng không? Cái phòng thi rồi là cái quy cách, quy chuẩn rồi là mọi thứ nó phải đạt được một cái tiêu chuẩn thì gọi là tiêu chuẩn hóa standardized được chưa ok à, câu số 8 sẽ là gì ui câu này mình lại học rồi luôn nắng oi ả à. thì mình sẽ dùng cái cụ là cụm gì ạ nóng khinh khủng khiếp nắng oi ả à. mình học rồi luôn câu số 8 này câu hỏi từ vựng nó sẽ chính là scorching hot đấy, scorching hot cho nghĩa là nóng oi ả à, nóng khủng khiếp luôn đấy ạ đây này có nhiều câu rất là hay mà chúng ta lại cũng đã học rồi các bạn học khóa programmer plus của cô phư programmer chắc chắn là đã gặp những cái câu này rồi không? Yeah. scorching hot tức là nóng oi ả à. nhá yeah. ngày hôm nay nóng oi ả à trong cái ánh nắng mặt trời gọi là thiêu đốt của mùa hè rồi tiếp tục một câu hỏi từ vựng nữa này câu số 9 is the gì is the gì chúng ta sẽ có này A reduction in the amount of paperwork has been proposed in an attempt to ease the on busy teachers. Câu này nếu mà không có những đáp án ABCD này thì cô thường hay nghĩ đến từ burden. Ease the burden, tức là để làm giảm nhẹ cái gánh nặng lên những cái người giáo viên. Tức là một cái sự giảm về lượng những cái kiểu là giấy tờ đã được áp dụng trong một cái nỗ lực để làm gì. Ở đây mình có một cái cụm đó là in an attempt to do something. Trong cái nỗ lực để làm gì nhé, các con cần phải nhớ cái này. In an attempt to do something hoặc là in an effort to do something. Và ease ở đây mà không có từ burden thì ease cái gì? thì rất là giảm nhẹ cái áp lực thôi is the pressure đúng không is the pressure on busy teachers đúng không ạ emphasis là nhấn mạnh density có nghĩa là cái sự dày đặc đông đúc đúng không ạ à, chúng ta có cái từ mà gọi là đông dân cư đông đúc thì sẽ có từ dense densely populated khu vực đông dân tính từ ghép đúng không ạ density thì nó sẽ là danh từ của nó là cái sự đông đúc Power là sức mạnh, mà câu này chắc là pressure là hợp lý nhất rồi đúng không? sẽ làm giảm nhẹ đi cái áp lực đối với những cái người giáo viên vận dụng được chưa câu số 10 giảm mệnh đề đấy phẩy nè I enjoyed the highest quality of education in the world ok nào cái chữ to vớt của mình thì sẽ mang nghĩa là để làm gì đúng không ạ để được trao học bổng thì tôi đã thích cái nền giáo dục chất lượng cao thì không đúng nhá để được trao học bổng cũng không đúng cho nên là cái để này là loại này còn cái câu này còn lại là having awarded và having been awarded. Thì nếu như mà là tôi thì phải là tôi được trao học bổng và tôi thích cái này, đúng không? Và tôi được hưởng cái nền giáo dục tốt nhất thì phải là được trao thì phải là having been awarded, nó phải là dạng giảm mệnh đề bị động, đúng chưa? Đấy, và khi mà dùng cái having cộng với lại là done thì nhấn mạnh là hành động này xảy ra trước so với hành động enjoyed. Tức là tôi đã được trao một cái học bổng tới một trong những trường Ivy League và tôi đã rất là thích tôi đã hưởng thụ được cái nền giáo dục lớn tốt nhất trên thế giới bao nhiêu con muốn nhận học bổng đây nếu không ạ à, chúng ta hoàn toàn có thể nhận được học bổng nếu như mà mình cố gắng ở những cái năng học đại học nhé nếu như các con chưa có được cái xuất phát điểm xuất xuất phát điểm cao à, tức là ví dụ như là gia đình các con nghèo quá đúng không ạ không có tiền cho đi học vân vân này kia đúng không nhưng mà ở bậc đại học nhé các con vẫn có thể có cơ hội đúng không? Mà nếu như bậc đại học mà vẫn chưa có cơ hội thì mình hãy có thể làm tích lũy thời gian kinh nghiệm tiền bạc để có thể mình sẽ tự đi học thạc sĩ sau này à, cô sẽ dừng ra khoảng 2 phút để chia sẻ với các con một chút sau câu số 10 này nhé nói về học bổng ạ cô có một cái người bạn một người bạn này là người bạn có thật không phải là câu chuyện bịa ra nha bạn ấy học cùng với cô cấp 1, cấp 2, cấp ba Đúng không ạ và bạn ấy là một người bạn đặc biệt của cô phư bởi vì là cô rất là ngưỡng mộ bạn đấy nữa à, bạn ấy nhà bạn ấy rất là nghèo nghèo như nhà cô ngày xưa luôn à, khi bạn ấy đi học đại học thì bạn ấy học đại học bách khoa và nhà bạn ấy rất là nghèo ấy thế nhưng mà sau khi học bách khoa xong thì bạn ấy đã gì nhờ, đi làm và sau đấy bạn ấy nhận được học bổng chính phủ để đi học thạc sĩ ở anh và bây giờ thì bạn ấy lại đang học tiến sĩ ở mỹ đấy ạ và bạn ấy lấy chồng ở mỹ lấy chồng người mỹ <laughs> cái điều mà cô ngưỡng mộ nhất Ở bạn ấy đó là gì xuất phát điểm rất là thấp đấy chưa sinh ra ở một cái gì ạ à? một cái vùng rất là nghèo ở thái nguyên nhà mẹ không có tiền bố thì mất sớm đấy và chỉ có một mình mẹ nuôi đấy và nghèo như nhà cô <laughs> đúng không ạ thế nhưng mà học đại học xong bây giờ là bạn ấy bây giờ đang làm tiến sĩ ở mỹ mà đã từng học thạc sĩ ở anh và mẹ làm gì có tiền mà cho đi học không bao giờ có đừng có nói chuyện là xin mẹ đồng tiền nào không có có cho tiền mẹ thì cho chứ mẹ không có tiền nhớ chưa đấy và một cái điều thú vị hơn là em gái của bạn ấy cũng nhận được học bổng cũng nhận được học bổng. học bổng cái như là cùng cái học bổng đấy để đi học à, để đi học ở nước ngoài luôn tức là hai chị em cùng nhận được học bổng rất là tuyệt vời đúng không ạ mẹ làm gì có tiền mà cấp 3 cũng không đi học được đại, không có đi học được học bổng ngay đi học đại học vẫn học bách khoa nhưng mà sau đấy bạn ấy vẫn tìm được cái con đường của mình vẫn có thể xải cánh bay cao được vì thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là nhà mình quá nghèo không có cái giấc mơ nào quá khó để thực hiện bạn ấy làm được thì chúng ta cũng đều có thể làm được đúng không nhá yeah. hy vọng là câu chuyện vừa rồi có thể truyền cảm hứng cho các con một câu chuyện có thật luôn chị đấy trên là chị mai yeah. đấy và bây giờ sẽ sang câu số 11 nhé chị Mai, chưa? Yeah. Nào bây giờ sang câu số 11 này. There's a record for this year's London Marathon. More than 50,000 want to run the race. Nào, thì bây giờ sẽ có một cái gì đấy, cái gì đấy, không? cái gì đấy kỷ lục đúng không ạ? Uhm, cái câu này thật ra nếu như mình có từ, từ attendance là cái số lượng tham dự nhỉ, thì nó sẽ hợp lý hơn là cái từ này là attendee nhỉ. So, attendee Attendee là người tham dự cho nên là mình không có thể dùng cái từ attendee được vậy thì có một cái từ khác mà mang nghĩa là cái số lượng người mà gọi là có mặt ở một cái sự kiện nào đấy ấy, thì mình sẽ dùng cho cô từ gì không biết là các con có thể nghĩ ra cái từ đấy không từ đấy đó chính là từ turn out đấy chưa? turn out là danh từ có nghĩa là cái số lượng người mà xuất hiện hoặc là có mặt ở một cái sự kiện nào đấy present at an event Đấy chưa? Ví dụ như là hoặc là ví dụ như là cái số lượng người mà gọi là đi bầu cử chẳng hạn đấy, người ta cũng sẽ dùng từ turnout. Là cái số lượng người rất là lớn. Đây là một cái số lượng người kỷ lục cho cái cái việc chạy marathon vào năm nay. Được chưa? Nhá. Còn nếu không ấy, còn nếu không ấy thì mình sẽ phải dùng cái từ attendance. Attendance có nghĩa là cũng là cái số lượng người mà gọi là đi tham dự một cái sự kiện nào đấy được chưa? Attendance thì thì attendance thì sẽ đúng nhưng mà ở đây lại không phải là attendance mà nó là attendee. Thì hợp lý nhất là mình sẽ dùng cái từ turn out. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục sang câu số 12 nhá. The cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ thì phải chỗ này sẽ là the cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ đúng không? Vậy là không chọn đáp án A được này, không đúng cấu trúc không chọn đáp án B được này, không đúng cấu trúc này. Đáp án D cũng không đúng cấu trúc luôn, mình chọn đáp án C the worse the situation seems. Đúng không? Bạn càng nói nhiều về cái vấn đề đấy thì cái tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đúng không ạ? Càng nói nhiều thì tình hình lại càng tồi tệ hơn cho nên tốt nhất là mình nên gọi là bỏ qua đi thì nó lại dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 13. The rescuers for the bravery and fortitude in locating locating the lost mountain climbers. Những cái người gọi là rescuers tức là những cái người gì đấy ạ? Những cái người đi um, giải cứu đúng không ạ? Thì cái từ praise này của chúng ta là khen ngợi hoặc là ca ngợi đúng không? Thì phải là cái câu này thì phải là câu bị động rồi đúng không ạ? Bởi vì theo nghĩa của chúng ta là những cái người giải cứu thì là sẽ là được khen ngợi, được ca ngợi, đúng chưa? Thì nó sẽ phải là câu bị động đúng không ạ? Mà nếu như là câu bị động thì chúng ta sẽ lựa chọn là đáp án nào ạ? Chỉ có một đáp án là câu bị động thôi, đó chính là đáp án A. Were praised chưa? Những cái người giải cứu này họ đã được ca ngợi vì cái sự can đảm cũng như là cái 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 sự can đảm của họ đúng không? Hai cái từ này thật ra là đều là dũng cảm hoặc là cái sự can đảm đấy ạ. bravery, courage, fortitude. Đúng không? Trong cái việc mà định vị ra được những cái người leo núi mà đã bị mất tích. Câu này là câu bị động đúng không? Bị động là sẽ phải có bi cộng với phân từ hai các con cứ nhớ như vậy. Thì cái này nó chưa có phân từ hai này. Cái này là quá khứ này, đúng không? Đấy thì cái này chưa bị động sẽ phải là were praised. Rồi câu số 14 nhá. For cars in your rear vision, vision mirror when pulling out from the car park. Ở đây có từ for thì chắc là watch out for rồi đúng không? Cái phrase verb này rất là thông dụng có nghĩa là hãy xem chừng, trông chừng. Bây giờ mình đi ô tô thì kiểu gì mà mình chẳng phải là trông chừng, phải để ý phải trông chừng đúng không ạ? Thì cái trông chừng mình sẽ dùng cho cô từ watch out for. Ok, watch out for Hãy trông chừng ô tô nhá Ở cái kính gương chiếu hậu Cái rear này là phía đằng sau này Tức là cái gương chiếu hậu của bạn Khi bạn ra khỏi cái bãi đậu xe Đấy chưa? Ok, câu số 15 kiến thức về giới từ Nhưng mà rất tiếc là cái giới từ này Thì cũng lại đi thành một cụm luôn Đúng không ạ? Mà cái cụm này mình cũng học rồi At any cost Bằng bất cứ giá nào At all cost Nó có thể dùng là at all cost at all costs hoặc là at any cost. Chúng ta cần phải tránh chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Nó có chiến tranh là mất người mất của rồi đúng không ạ? Đây là mình bằng mọi giá là mình phải tránh chiến tranh. Câu số 16, Obstacle Obstacle nhá, chúng ta sẽ có gray nó sẽ là color đúng không ạ? Gray small thì nó sẽ là size đúng không ạ? Kích thước đúng không? Đấy. Ủa, Mice thì là danh từ chuột rồi đúng không ạ? Thế là small gray small grey mice. Đúng không? Mình không chọn đáp án đi nhé. Đáp án đi mình có they are này xong rồi là mice xong lại are often used thì là không đúng đâu. Đúng không? Bởi vì không có một chủ ngữ xong rồi hai động từ như thế này được. Đúng không ạ? That cũng thế. That thì lại là that thì phải cộng chủ ngữ cộng với động từ rồi sau đấy là đến động từ tiếp theo của cái từ that này. Nó là mệnh đề danh từ. Nên câu này mình sẽ dùng là Small grey mice Làm chủ ngữ luôn Và động từ sẽ là are often used for laboratory experiments Những cái con chuột màu xám nhỏ Thì thường được sử dụng trong cái thí nghiệm Phòng thí nghiệm Đúng không ạ? Nhạc chưa? Các con có màu gì vậy? Các con có màu xám và nhỏ không? Để bộ đưa ra chúng ta làm những cái thí nghiệm cho Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay ạ <laughs> cô đừng có đùa đúng không con không phải là chuột đúng không ạ mà con cũng không muốn là chuột của bộ đúng không à, hy vọng là đề thi của chúng ta cũng sẽ vẫn giống như là đề minh họa thôi các con hãy cứ tin như vậy nha, chúng ta không phải là chuột được ạ rồi câu số 17 by the end of nó là một cái gì đấy rất là quen thuộc by the end of là trước cuối cái gì đấy mà trước cuối thì kiểu gì mình cũng sẽ chia thì hoàn thành rồi Đấy, trước cuối tháng 7 này thì Nam sẽ chắc là tương lai hoàn thành rồi đúng không? Sẽ đã và đang học được 7 năm. Mà có 7 năm thì mình sẽ dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn. will have been studying, will have been studying English. Sẽ đã và đang học tiếng Anh được 7 năm. Nhưng mà anh ta vẫn cứ cần là phải có thêm nhiều cái đào tạo rồi là những cái kinh nghiệm hơn nữa trước khi anh ta gọi là gì đấy ạ? À, có thể là nắm vững được cái ngôn ngữ này. Rồi, sang câu số 18. Câu số 18 thì she thì đuôi là she sẵn luôn lần này người ta quyết định là cho sẵn luôn khỏi phải nghĩ ạ <laughs> Nhưng bây giờ used to thì nó là thì quá khứ nhá Chúng ta đừng có nghĩ đến chuyện là nó là cái động từ gì quá đặc biệt Nó chỉ là quá khứ thôi ạ Used to cũng với verb và thể hiện một cái thói quen ở trong quá khứ Vậy thì used to thì quá khứ ở đây Mình sẽ mượn trợ động từ phủ định sẽ là didn't thôi Didn't she Nhá. Yeah. Không có gì kinh khủng đâu ạ Vẫn là rất là đơn giản Cái này id thì nó quá khứ thôi ạ Nha yeah. Tiếp tục sang câu số 9 nhé. It must be true. I heard it straight from the mouth. À, câu này là học rồi nhá. Đó, một cái nguồn tin đáng tin cậy thì sẽ là từ mồm con gì ạ? Câu này idiom học rồi luôn. Flashcard của cô Phương cũng có cái 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 idiom này rồi luôn. Đấy. Đây là bây giờ mình thấy cái lợi của việc học flashcard này đúng không? Thẳng từ miệng ngựa sẽ là straight from the horse mouth. Tức là cái nguồn tin trực tiếp ạ. Directly. Đúng chưa, đúng chưa? Cái đề này ngày hôm nay của chúng ta khá là khó, đúng không ạ? Khá là khó. Mình gặp nhiều những cái từ vựng không 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 quá quen thuộc. Nhưng mặc dù vậy nó cũng không phải là những cái từ mà cũng là quá lạ. Cho nên là đề này rất là hay để các con ôn tập lại, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 20. Câu số 20, kiến thức về phần trọng âm. Standard, danh từ đúng không? Tiêu chuẩn, danh từ hai âm tiết cho âm dây vào tiết 1. Standard. Thờ nu À canoe thì âm tiết đầu lại là ơ Không khác gì tờ nú đúng không ạ à? Âm tiết đầu âm ơ đúng không Ơ ờ này chọn âm dây tiết hai nhá Thờ nu Offer Nào cái này âm cuối là âm ở cho trọng âm dây tiết một Mặc dù nó là động từ hai âm tiết ạ à. Và country Danh từ hai âm tiết cho âm cũng rơi vào âm tiết một Như vậy câu này mình sẽ khoanh đoàn B Nhờ yeah. Sang câu số 21 này Trọng âm của từ có 3 âm tiết competition có âm sơn này trong âm rơi với chữ chi này là âm tiết thứ ba rồi đúng không ạ từ này từ có bốn âm tiết luôn competition overwhelming in không ảnh hưởng đúng không ạ? over đó là tiền tố cũng không ảnh hưởng luôn Để cái, cái 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 whelm này sẽ là cái từ chính mà overwhelm thì là âm tiết thứ ba overwhelming overwhelming có nghĩa là một cái gì đấy nó mạnh nó 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 gọi là nó át hẳn đi đúng không ạ Tiếp tục này, energetic có cái âm x này thì trọng âm rơi vào chữ g này là âm tiết thứ ba nhá, energetic. Được chưa? Thế còn compulsory chúng ta có từ này từ có bốn âm tiết, cho sẽ rơi cho cô vào âm tiết thứ ba từ dưới lên đó là âm tiết thứ hai. Được chưa? Với câu này mình sẽ khoanh cho cô đáp án đúng sẽ là đáp án đi nhá, compulsory. Được chưa? Alright. Nào, tiếp theo thì chúng ta có cái bài đọc hiểu đúng không? Đấy, chúng ta có bài đọc hiểu thứ nhất này về leadership. Bài này rất là hay luôn. cái đề này rất hay. Không? cô đánh giá là đây là một trong những cái đề hay nhất năm của chúng ta đây ạ. đấy ạ. cái đề này chúng ta sẽ xem hơn đọc hiểu ở trên web độc quyền của cô phư nha. đúng không. bao giờ ở trên web cũng có đầy đủ hết tất cả những cái nội dung ạ. ở trên page thì không có đủ hết được. đúng không. mà hơn nữa trên page cũng không có flashcard để mà học từ vựng luôn. đúng không. tất cả mọi thứ là phải trên web thì nó mới đầy đủ được nha. và bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 27 mươi cô có câu số 27 kiến thức về phần phát âm này determined the đúng không cái này là n thì bật ra sẽ là the, determined integrate từ này có âm t ở cuối thì mình sẽ là in integrated integrated depend thì sẽ là dependent đúng không weak wicked nào cái từ này là từ đặc biệt mặc dù là âm cuối bật ra là k nhưng mà nó lại là wicked bởi vì nó là từ đặc biệt irregular câu này khoanh a nhà yeah, câu số 28 này access cái này là mình có âm access tiếp theo expensive access thì cái này nó là âm e đúng không access đúng không access. access expensive cái này là e entertain nó là e và effect nó là e effect e như vậy là câu này mình sẽ khoanh đoạn b nhé expensive. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng chuyển sang ba câu hỏi tìm lỗi sai giúp cô nhá Câu số 29 này. You can look up these new words in a dictionary if you don't know theirs meanings. Ủa, lại còn có theirs, etsy như thế này. Xong rồi cộng với danh từ thì cũng đến quỳ luôn, đúng không ạ? Có bao giờ mình dùng gọi là theirs như thế này xong rồi lại thêm danh từ nữa không? Tức là cái này nó là kiểu đại từ rồi. Đại từ rồi làm sao mà đi với danh từ nữa được, đúng không? Kiến thức rất là cơ bản. Đó, no. cái này mình chỉ dùng there thôi There thì mới đi với danh từ Còn there's thì nó không cần đi về danh từ nữa Và nó là trường hợp đại từ rồi Đó, no. đại từ sử dụng là Khi mà mình gọi là không muốn nhắc lại Cái danh từ nữa thì mình dùng đại từ Ví dụ mình nói là à, uh, Cái ô tô của chúng tôi đấy, thì rẻ Cái của họ thì đắt Thì cái của họ lúc đấy nó sẽ là Their cars hoặc là theirs mà cái từ car nhắc đến một lần rồi mình không cần nhắc lại nữa thì mình dùng theirs theirs is expensive à, nhưng mà khi mà đã dùng theirs thì không cần dùng danh từ đi kèm nữa không cần meaning hay là không cần cars nữa đúng không câu này cái theirs này nó ứng với từ new words bạn có thể tra cứu những cái từ mới này ở trong từ điển nếu như bạn không biết nghĩa của chúng của chúng thì đúng nhưng mà dùng tính từ sở hữu thôi chứ không dùng đại từ sở hữu không? câu số 30 mươi Ah, à, it was đi với that này là cấu trúc câu trẻ, cấu trúc câu nhấn mạnh đúng không ạ? Chính là mãi đến khi Mark giúp tôi thì là tôi mới có thể hoàn tất được cái dự án này. Để câu này nếu mà đã dùng it was và đã dùng could finish thì chỗ này không thể dùng hiện tại được. Đúng không? Người ta nhấn mạnh ở trong quá khứ. Đấy, mà cái này cũng là hành động trong quá khứ thì cái help này chúng ta phải dùng là helped. Đúng không? Helped. Đúng không? Thực sự là này, chính là mãi cho đến khi mà Mark giúp đỡ tôi thì là tôi mới có thể hoàn tất được cái dự án này vì chưa có khứ chứ đúng không được chưa Rồi tiếp tục nhá sang câu số 21 chắc là kiến thức về từ vựng rồi confusing words đây này tourism is always considered a key element in the economics of arctic zones and many desert areas uhm. Cái câu này thì chúng ta sẽ có là gì đấy ạ? Du lịch thì luôn luôn được xem như là một cái nhân tố quan trọng trong gọi là nền kinh tế, đúng không? Trong nền kinh tế của khu vực gọi là gọi là khu vực Bắc Cực và nhiều cái vùng sa mạc. Nhưng mà kinh tế chứ không phải là môn kinh tế học. Cái từ economics này của chúng ta đó là môn kinh tế học, môn học. Cái 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 đuôi x này từ là sẽ là đôi môn học này, đúng không? Nhưng mà cái này nó là nền kinh tế thì mới đúng, bởi vì là du lịch thì nó phải là một phần quan trọng của nền kinh tế chứ không phải là của môn kinh tế học cho nên nó phải là economies chứ không phải là economics đúng không ạ chưa đúng chưa nhá bao giờ cũng thế khi mà các con làm bài xong và các con xem cô phư chữa thì nó sẽ rất là tốt đúng không ạ mình xem cô chữa mình sẽ hiểu bài hơn đặc biệt là với phần đọc hiểu có nhiều bạn rất là sợ đọc hiểu và lười làm đọc hiểu Thì từ đó là chúng ta sẽ bị một cái tình trạng đó là Mình lười làm thì mình lại càng kém và càng kém thì lại càng lười làm Suy cho cùng là cứ kém cộng lười làm thế là lừa là, là không bao giờ có thể lên được Cái cách giải quyết ở đây là mình phải phá vỡ cái chuỗi đấy không đấy, kém Thì dẫn đến là lười làm <laughs> Lười làm bài Mà lười làm bài thì lại kém Kém thì lại lười làm bài Lười làm bài thì lại kém đúng không ạ, nên là suy, suy vô cùng là, cuối cùng là vẫn là kém, đúng không, nhưng bây giờ mình, nếu như mình khắc phục được cái này, cái khắc phục được cái lười làm bài này, thì mình sẽ không kém nữa, à, nó sẽ phá vỡ được cái chuỗi này, phá vỡ được cái chuỗi rất là nghề có vẻ là, endless chain, đúng không, một cái chuỗi vô tận này, vậy thì tại sao lại lười làm bài đọc hiểu, chúng ta lười làm đọc hiểu là bởi vì là, thứ nhất là chúng ta không có từ vựng này, mình không có từ vựng, thứ hai là, mình có từ vựng rồi nhưng mà làm mà vẫn không hiểu, nhất là cái giai đoạn đầu ấy. Mình không hiểu, đúng không ạ? Và khi mà mình không hiểu thì dẫn tới là mình sẽ lười. Nhưng những cái câu như này rất là nhanh, rất là ngắn, làm phát là hiểu ngay thì mình lại không lười, đúng không ạ? Và mình học được cái kiến thức ngữ pháp rồi mình làm được mình sẽ không lười. Thế nhưng mà khi mà mình không hiểu bài, không có từ vựng đọc không hiểu gì cả. Tóm lại là khi mà không hiểu thì sẽ lười, mà lười thì sẽ kém, kém thì lại càng lười, lười thì lại càng kém suy cho cùng là do không hiểu đúng không ạ vậy thì làm thế nào để hiểu <laughs> làm thế nào để hiểu thì là phải học cô thôi đúng không ạ học cô thì cô sẽ giúp cho chúng ta hiểu rồi khi mà hiểu rồi thì bắt đầu làm bài làm bài dần dần đến lúc mà làm bài nhiều thì lại hết kém hết kém lại hứng làm lại làm nhiều bài hơn lại càng giỏi đúng không? đúng không Bây giờ đây là câu 32 nhá Câu 32 của chúng ta như sau You didn't pay enough attention Now you ask such a question. Bạn chẳng có chú ý gì cả bây giờ lại hỏi cái câu hỏi như thế. Câu này chắc là câu của giáo viên này. Con chẳng chú ý gì cả bây giờ lại hỏi câu hỏi đấy à? Thì ơi <laughs> sẽ là gì? Thực ra thì giáo viên nào mà nói câu này ấy thì thật ra là hơi bị kém về cái gọi là kỹ năng sư phạm. Không có giáo viên nào nói câu này đâu. <laughs> và đặc biệt là người nước ngoài nếu mà người nước ngoài mà nghe cái câu hỏi nghe cái câu này ấy, người này rất là sốc nếu như một giáo viên nói câu này đấy nhớ này đáp án A sẽ là gì nếu mà không có cái sự chú ý của bạn thì bạn đã không hỏi câu hỏi đấy không phải đúng không nếu không có cái sự thiếu chú ý của bạn trái với quá khứ chứ quá khứ hoàn thành và trái với hiện tại dùng wooden ask nghe có vẻ được nhỉ nếu bạn không chú ý đủ thì bạn đã không hỏi thì không đúng nếu như bạn đã chú ý đủ thì bạn hẳn đã không hỏi nhưng cái này là would and ask thôi bởi vì cái ask này ở hiện tại thì mình chỉ dùng would cộng verb thôi à, câu này phải là câu điều kiện trộn bởi vì là trái với quá khứ thì chia quá khứ hoàn thành và trái với hiện tại thì mình sẽ dùng kết quả là dùng would cộng verb cho nên là câu này chọn đáp án b thôi chứ không được phép dùng đáp án d nha còn đáp án a với đáp án c là trái nghĩa rồi không chọn đáp án d sẽ đúng với như cái này là would and ask được chưa nào tiếp tục sang câu số 33 He felt very tired. He was determined to continue to climb up the mountain. Cảm thấy rất là mệt mà vẫn quyết tâm là tiếp tục leo núi, đúng không ạ? Thì câu này sẽ là hai vế đối lập nhau về nghĩa rồi. Đối lập về nghĩa thì mình sẽ nghĩ đến cái cấu trúc là dùng tính từ hoặc là trạng từ cộng với as hoặc là though. Cộng với chủ ngữ cộng với động từ phẩy cộng với clause thì hai cái vế này sẽ đối lập nhau về nghĩa. Hoặc có thể dùng however cộng với tính từ hoặc trạng từ. However cộng với lại là tính từ hợp trạng từ cộng với chủ ngữ cộng với động từ nhá. Cũng thế ạ, hai vế sẽ mang nghĩa đối lập. Thế thì câu này sẽ là gì? Cảm thấy mệt, anh ta quyết định leo núi thì cái này nó chưa thể hiện được nghĩa đối lập nhá. Do kết quả của việc mệt quyết định leo núi không đúng này. Quyết tâm leo núi này không đúng này. Mệt như là anh ta có thể cảm thấy nhưng anh ta vẫn quyết tâm leo núi đúng. Anh ta cảm thấy quá mệt đến nỗi mà anh ta quyết tâm leo núi thì không đúng. Đúng không? Tao đúng phải là đáp án C ạ. Viết lại câu trắc nghiệm rất dễ nếu như mà học được một vài những cái cấu trúc cơ bản như thế này. Rồi, bây giờ sẽ cùng giúp cô sang câu số 34 nhé. You didn't have taken so many warm clothes there. You needn't, bạn đã không cần, bạn đã không cần tức là nó không cần thiết đúng không ạ? Và cái này nó là cấu trúc câu dự đoán ở trong quá khứ cho nên là nhớ rằng là à, cái vế này của chúng ta phải chia quá khứ này. There is no need for you ở hiện tại thì không đúng ạ. Bạn đã mang rất nhiều quần áo mà ấm đến đấy Nhưng mà hóa ra lại là không cần thiết là đúng Cái cấu trúc mà turn out cộng với thu verb là hóa ra là Turn out cộng với thu verb hóa ra là nhá Đây bạn mang nhiều quần áo đi nhưng mà không cần thiết là đúng It's not necessary Cái này là hiện tại không đúng ạ Hiện tại hoàn thành cũng không đúng luôn Đấy, câu này dùng quá khứ nhá Cái hành động xảy ra trong quá khứ Thì mình chia cấu trúc công dự đoán ở đây là Đã không cần phải làm gì Rồi, câu số 35 ạ I haven't been to a flower show for a year. Tôi đã không có đi tới một cái một cái show hoa, một cái triển lãm hoa nào trong một năm rồi. Trong một năm nay đúng không ạ? Thì đây sẽ là gì? Đây là lần đầu tiên tôi tới cái triển lãm hoa một năm trước thì không đúng ạ. Tôi đã không tới triển lãm hoa nào trước đây thì cái này không phải là trước đây. Nếu như chọn đáp án B thì nó sẽ tương đương với câu là tương đương với câu là it's the first time nếu như mà chưa bao giờ đến trước đây thì đây sẽ là lần đầu tiên là tôi đã đi tới I have been to a flower shop Câu này sẽ phải là đáp án đi này này Lần cuối là tôi tới một cái flower show là a year ago Lần cuối Đó ạ Thì tức là một năm nay tôi không đi đến đây rồi Đó Ngoài câu này ra mình còn câu nào nữa không? Mình còn một câu nữa đó là The last time I went to a flower show was one year ago Đó, câu này còn bằng một câu nữa Đó là The last time I went to a flower show was one year ago. Một câu nữa đúng được nữa nhá. Và còn một câu nữa đúng không ạ? Một câu nữa đó là is a year. Đã một năm rồi. Kể từ khi này. Since I last went to a flower show. Đã một năm rồi kể từ khi cái lần cuối là tôi đi tới cái show này được không? đã một năm rồi kể từ khi đây đấy nhá lần cuối cùng là như này và tôi lần cuối này một năm trước và tôi đã không đi tới vào show trong một năm này bốn câu này học thuộc trong đầu cho cô đi thi cứ thế làm không phải hai điểm học thuộc có mỗi bốn câu này bao nhiêu công thức toán lý hóa còn học được bốn cái câu này làm sao mà không học được đúng không nào sang câu số 36 mươi sorry Sorry mà đi theo cấu trúc apologize thì cấu trúc với apologize sẽ là gì? Apologize to somebody for doing something hoặc là for not doing something. Đúng không? Vậy sẽ là gì? I apologize to Tom for having cái này phải là having been rude. Đúng không ạ? Cái này phải là having been rude to him the day before. Yesterday chuyển thành the day before là đúng không ạ. Không chuyển thành the day before thì sai. Vì chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì yesterday phải chuyển thành the day before và nó không biết thì phải học lại kiến thức về câu dẫn tiếp nha. I apologize to Tom as I was rude to you. Tôi xin lỗi Tom vì tôi đã thô lỗ với bạn thì không đúng ạ. I apologize of having rude thì cũng không đúng nhỉ. Ờ đây cái câu này thì kỳ quặc ta. Câu này chắc là đáp án A nhưng mà người ta thiếu pin thôi ạ. Nếu mà không có pin thì chẳng đáp án nào đúng cả. Đấy không? Apologize to somebody for doing something là cái cấu trúc của chúng ta. Các con nhớ giúp cô như vậy. Rồi, oh, bài đọc hiểu khó của chúng ta này là về organic food. Thực ăn hữu cơ, được không? Rất là hay luôn. Nhá, yeah, cái bài này cô chữa ở trong khóa nha. Yeah. À, Đấy, bạn nào có khóa học thì chúng ta xem ở trong khóa giúp cô. Bây giờ cô sẽ chữa sang cái bài này về chủ đề COVID-19 này. Bài này về chủ đề COVID-19 rất là quan trọng luôn này. Yeah. Nào, COVID-19 will leave a lasting on the world economy. Câu hỏi này là câu hỏi từ vựng đúng không? Imprint, context, fixation hay là footprint, ok? À, câu này mình sẽ dùng cái gì ạ? Cái 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 từ mà nó mang nghĩa là ảnh hưởng sâu sắc ấy. Đố con biết đó là từ gì? Chúng ta có cái từ footprint là dấu chân đúng không? Nhưng câu này không biết là mình có dùng cái từ dấu chân không? Câu này chúng ta sẽ dùng cho cô từ gì? Mà nó mang nghĩa giống như là từ impression ấy ạ. đấy ạ. Đúng không? Để lại một cái gì đấy nó... Một cái ảnh hưởng sâu sắc. Đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ có một cái... Một cái cụm nhé. Đó là... Leave a lasting imprint. Tức là để lại một cái 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 một cái cảm giác một cái cảm xúc hoặc là một cái ảnh hưởng rất là rất là sâu sắc hoặc là sâu đậm, được chưa? cái từ này là cái từ rất là hay, imprint. Imprint có nghĩa rằng là uh, cái dấu cái cái dấu gọi là một cái, cái cái đánh dấu một cái nơi nào đấy bằng cách là mình nhấn lên ấy. đấy ạ, được chưa? là nó cái 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 dấu ấn nó ghi lên, đấy, một cái dấu ấn thì nó ghi lên một cái gì đấy, đấy nó để lại một cái dấu ấn. Đấy, thì cái từ imprint nó sẽ mang nghĩa là để lại cái dấu ấn nào à uh, nó mình sẽ mong muốn để mình có thể để lại cái dấu ấn của mình đúng không ạ trong cái cuộc đời của người khác đúng không thì nó sẽ là cái từ imprint này còn cái từ footprint này nó chỉ là dấu chân dấu chân bình thường thôi nó rất là kiểu nghĩa đen còn imprint nó là một cái gì đấy nó là một cái gì đấy nó, nó để lại một cái mark đấy ạ trong cái ký ức nó để lại leave the mark như gọi leave a mark covid 19 sẽ để lại một cái dấu ấn lâu dài trong cái nền kinh tế thế giới gây ra những cái thay đổi vĩnh viễn đúng không ạ và dạy những cái bài học quan trọng ok economies adopted versions of germany's cái gì đấy subsidy during the pandemic thì ở đây economies là số nhiều nếu như number mình bị dùng là a number of đúng không a few là một vài và lots thì phải là lots of vậy câu này hợp lý nhất là mình dùng many đúng không nhiều cái nền kinh tế nhiều nền kinh tế thì đã áp dụng cái phiên bản là gọi là trợ cấp của đức đúng không ạ trong suốt cái đại dịch này yeah. cái chính sách này sẽ giúp cho những người là sẽ là được thuê là ở cái giờ giảm đi và lương này chính phủ bồi thường cho này và bằng cách là gọi là có cái sự liên kết đấy đúng không ạ cái sự gọi là phối gọi là đối chiếu giữa các cái công ty với nhau thì nền kinh tế là sẵn sàng hơn cho cái sự hồi phục nhanh và một điều rất là quan trọng đó là cải thiện cái sự tiến hành những cái chính sách này và khiến nó trở thành một cái phần vĩnh viễn của cái hệ thống gọi là hồi phục kinh tế việc làm từ xa thì có thể trở nên thường xuyên hơn We had some evidence that working from home is at least as productive as working at the office. Chúng ta đã có một số những cái bằng chứng cho thấy rằng là làm việc ở nhà thì ít nhất là nó cũng hiệu quả như là làm việc ở văn phòng. Đúng không ạ? Và cái điều này là điều đúng bởi vì là trong một cái giới hạn nào đấy thì cô Phư thấy rằng là cô bắt đầu quen với việc là ngồi nhà làm việc. <laughs> đúng không ạ? À, ngồi nhà làm việc. Đúng không ạ? Và cái hiệu quả thực sự là nó vẫn có hiệu quả như thế thậm chí không muốn nói là hiệu quả hơn. Mặc dù là à, đôi khi thì hơi ồn ào một chút. Đúng không ạ? Vì cái lý do rằng là à, thực ra là bởi vì là cũng là do cái Covid-19 này và à, cái 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 sự ồn nào nó hơi bị gọi là khó tránh ở nhà cô vừa lúc này nhưng mà nếu như mà nếu như cô vừa có thể chuyển nhà sang một cái nhà khác chẳng hạn nó chắc là nó sẽ đỡ ồn nào hơn ok nhưng mà ít nhất là nó vẫn là productive đúng không ạ ở câu 46 này chúng ta có một cái trạng từ liên kết chắc chắn rồi cái gì đấy này many companies were reluctant to embrace remote work mặc dù là có cái bằng chứng rằng là vẫn hiệu quả tuy nhiên đúng không nhiều công ty vẫn cứ miễn cưỡng để mà có lẽ gọi là ôm lấy cái việc mà remote work để mà gọi là ôm lấy cái 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 idea này đúng không ạ thì cái này chắc chắn là tuy nhiên rồi tuy nhiên với việc nghĩa đối lập hẳn đúng không ạ và bởi vì là rất nhiều đã thử nó với cái kết quả tốt thì remote work thì vẫn cứ tồn tại right might be here to stay here to stay là một cái cụm rất là hay ạ có nghĩa là nó vẫn cứ gọi là duy trì và cái bài học quan trọng nhất từ đại dịch Covid-19 đó là tầm quan trọng của việc làm việc cùng nhau trên những cái vấn đề mà, đúng không? Cái này là problems that hoặc là which affect the entire human race. Nếu như thay cho problems là số nhiều thì affect này không chia để quá là chuẩn luôn. Thì sẽ là that hoặc which. Vậy câu này chẳng là bạn đây ạ. Đúng không? We are much stronger than divided. Và chúng ta sẽ là gì ạ? Mạnh mẽ hơn gì đấy ạ? Có cái sự hợp tác với nhau là mình sẽ mạnh hơn là chia rẽ cái câu này của chúng ta thật ra là nó là một thực ra là nó cũng là gì đấy à, gần như nó cũng là một kiểu idiom luôn đấy ạ yeah. nhá stronger united than divided Được không? nghĩa là khi mà mình liên kết với nhau mình hợp nhất với nhau ấy đó thì bao giờ cũng tốt hơn là phân rẽ đó là một cái câu hình như là nó là một cái câu ngạn ngữ đúng không nhỉ là nó là một cái câu của ai rất là nổi tiếng Cô nghĩ là như vậy Stronger united than divided Đó. À, Đoàn kết thì sống Mà chia rẽ thì chết Đúng không? ý là những cái câu như là như vậy Có vẻ như là một câu rất là nổi tiếng mà Cô không nhớ được là ai nói câu này Stronger united than divided Đấy. Đấy. Hợp nhất thì sẽ mạnh mẽ hơn là chia rẽ Rồi Bây giờ mình sẽ cùng đến với hai câu hỏi cuối cùng Cho tiết học ngày hôm nay nhé Câu 49 này Danny put the cat among the pigeons by suggesting that the company might have to make some redundancy. Danny đã để con mèo giữa đám bồ câu. Ù. tình huống này có vẻ rất là nguy hiểm rồi. Để cho con mèo giữa bồ câu thế này đúng không ạ? Tức là một cái tình trạng rất là xấu đúng không? Bằng cách là gợi ý rằng là công ty có thể là sẽ phải có cái sự gọi là cắt giảm biên chế, redundancy. Thì rõ ràng là cái này là mang nghĩa tiêu cực đúng không? đáp án A made a lot of people worried cũng là mang nghĩa tiêu cực, made other people disappointed cũng mang nghĩa tiêu cực, made other people nervous cũng là mang nghĩa tiêu cực, made a lot of people satisfied mang nghĩa tích cực chọn đáp án đi ạ câu này nó là một cái mẹo cái cực kỳ cực là hay ở trong cái phần thì từ trái nghĩa này đúng không à, các con thấy không cái mẹo rất là hay vậy thì câu này cái ý điểm này của chúng ta sẽ mang nghĩa là làm cho mọi người lo lắng, Đấy. đúng không? thì trái với nó là làm cho mọi người hài lòng đúng không ạ? Okay. Câu cuối cùng này. Câu 50. The success of the Vietnamese Olympic Olympic team today, under the guidance of Park Hang-seo and the support of millions of fans, becomes a solid pedal for the national teams to carry hope that they will advance further in the continental arena. Là cái thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam ngày hôm nay, dưới sự đã trở thành một cái bàn đạp vững chắc, a solid pedal cho đội tuyển quốc gia để tiếp tục mang hy vọng rằng là họ sẽ còn có cái sự tiến triển xa hơn nữa ở đấu trường châu lục. Wow, nghe có vẻ rất là giống như là trên báo đúng không ạ? <laughs> Advance thì rất là dễ rồi. Advance nghĩa là tiến triển, có nghĩa là make progress, move forward, rise in the rank. trái với nó sẽ là retard, retard có nghĩa là tụt lùi lại, đúng không ạ? Retard. Đấy nó làm chậm cái sự tiến bộ đôi khi là retard này dùng với lại là trí óc có nghĩa là đầu óc gọi là chậm phát triển người ta hay có cái câu là gì nhỉ à, đầu óc ngu si tứ chi phát triển à đúng không ạ <laughs> thì cái từ retard nó sẽ kiểu kiểu như vậy Mà cái câu đấy là làm gọi là nó không câu đấy là có một câu thực sự hơi bị gọi là body shaming đúng không khiến cho người khác bị là xấu hổ với cái hình thể của mình hơi béo béo một tí người ta lại bảo là đầu óc si tứ chi phát triển đúng không ạ nhưng mà cái câu đấy là câu rất là không hay của văn hóa việt nam đúng không đấy nó là một kiểu body shaming đúng không từ đấy chả ai dám đã béo tốt nữa đúng không đấy nhưng mà cái câu đấy thì để cho các con nhớ được về cái từ gọi là retard retard này nó kiểu là trí óc vào thân thể chậm phát triển đấy thì nó sẽ trái với nó là từ advance ok chưa các con có không hiểu câu nào không ạ Đề này quá là hay luôn Cô đã nhắc nhở chúng ta ngay từ đầu rằng là Mình học những cái đề như thế này Thì chúng ta có thể Chúng ta có thể học được nhiều từ vựng hơn ấy. đấy Cho nên là các con chịu khó theo dõi giúp cô Từ giờ cho đến lúc thi nhá à, Chúng ta xem những cái đề như này Mình học rất nhiều kiến thức đúng không nhỉ Không biết là chúng ta có câu hỏi gì Dành cho cô Phương trong buổi tối ngày hôm nay không Hôm nay mình chỉ còn có hai tuần nữa là thi rồi Thì không biết là chúng ta có câu hỏi gì cho cô Phương không ạ thì cô xem qua nha đề đọc hiểu ngày hôm nay chúng ta rất rất hay luôn đấy ví dụ các con nhìn này tác giả đề cập đến cái cụm là better safe than sorry để khuyên chúng ta điều gì những cái câu hỏi rất là hay cái đề này cực kỳ là hay luôn nếu bạn nào có khóa học của cô Phương thì chúng ta lên xem ngay cho cô cái phần đáp án chi tiết cho cái phần đọc hiểu này nhé rồi ok bạn là uh... Lê Thảo ôn kỹ lắm, không lắng gì đâu cô đúng không ạ? Không lo lắng gì là tốt rồi ạ. Bạn Diệu Huyền ra này Facebook kiểu gì không thể xem live được. Ủa, sao lại không xem live được? Các bạn vẫn xem ầm ầm mà con. Bạn Nguyễn Như Huỳnh con 2K4 mà cũng lo lắng cho mấy anh chị luôn đúng không ạ? <laughs> 2K4 bây giờ đã bắt đầu xem livestream của cô Phư rồi là chuẩn rồi, đúng không? Bạn Nguyễn Lê Uyên sợ đọc đoạn văn lắm cô ơi, sợ cái gì thì phải học nhiều cái đấy lên nha. Sợ cái gì thì phải đọc nhiều cái đấy lên đến khi nào mà hết sợ thì thôi đúng không ạ? Ok. Bạn Thanh Trúc luyện đề nhưng chưa bao giờ phun đọc hiểu đúng không ạ? Phải cố gắng lên ạ. Đọc điền đọc hiểu nó là rất là khó để đạt điểm số tối đa đúng không? Nhưng mà nếu như mình luyện từ sớm thì mình vẫn có thể làm được thôi, không có vấn đề gì. ạ yeah. Bạn Bảo Ngọc muốn cô chữa đề thanh hóa đúng không ạ? Cô Phư sẽ chữa đề thanh hóa cho con nhé. Bạn Trương Tuyết năm ngoái ngồi thức chờ điểm với mấy anh chị 2K2 cơ à? ok. Bạn Khánh đề nhẹ, cảm giác làm nhanh hơn đều cô, đều cô vẫn là chân ái. Đề này nhẹ hơn một chút so với đều cô Phư nhưng mà cô nghĩ là đề này cũng rất là hay rồi ạ. Đề hay, có nhiều câu khó đấy ạ Ok Rồi, hôm nay chúng ta học rất là tốt rồi Nhớ không, học rất là tốt rồi ạ à, Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tiết sau nhá Hôm nay rất là đông bạn Còn livestream của cô Phương Mình còn có hai tuần cuối thôi ạ Cố gắng nhá Cô phương sẽ gặp, hẹn gặp lại các con trong buổi học livestream tối mai Cố gắng lên các con nhá Cố gắng lên ạ Cô luôn luôn đồng hành cùng với các con Cô chúc các con học tốt và đạt điểm số cao nhất Trong kỳ sắp tới và thi đậu đại học luôn nhá